Hello tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại chia sẻ về nhiều chuyện với mọi người xoay quanh những cái phát ngôn mới nhất, những cái video clip, những cái tóc cộng đồng mới nhất của chị Lan Cao Tốc, Lan Canada, Lan Triệu Đô, Lan Tỷ Phú, Lan Siêu Xe của mình nha. Thì sau cái hôm mà CEO Nguyễn Phàng tổ chức cái sự kiện giao lưu với mọi người đó và kêu gọi mọi người ủng hộ được 70 triệu, riêng gia đình của cô Hằng Chú Dũng đã ủng hộ gần 26 tỷ đồng, và cái con số này đã được xác nhận là chuyển vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết rồi đó. Vậy đó mà cái tuổi ghét của CEO Nguyễn Phàng nó không có chấp nhận là CEO Nguyễn Phàng có đóng góp, lúc nào nó cũng nói ba nổ, mà em không hiểu nổ là nổ sao ta, bộ 26 tỷ đồng đó là lắm mít hả, hay là nó là tiền năm phủ hả? Cơ quan chức năng người ta cũng đã xác minh, báo chí người ta cũng đã xác nhận là cô Hằng chuyển 20 mấy tỷ đồng đó vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi. Ủa nổ là nổ cái gì, nổ cái gì đó thử nghe coi mọi người. Trời ơi, tụi nó không chấp nhận được gia đình của người ta làm điều tốt. Nó lúc nào cũng vạch lá tìm sau, nó tìm ra những cái xấu, mà cái đó đối với nó xấu thôi, chứ đối với cộng đồng nó không bình thường, không là cái gì hết. Mà nó vẫn vạch ra để nó kiếm chuyện. Ví dụ như nó không kiếm chuyện được cái số tiền kia, tại vì cái số tiền 26 tỷ đồng đó là thực tế. Nó không bao giờ nó nhắc tới nha, việc đó nó không bao giờ nó nhắc tới, mà nó nhắc tới cái câu chuyện mà bài hát T30 rồi chiếc nhẫn kim cương của CEO Nguyễn Phàng. Mà trong khi đó rất là nhiều chuyên gia về kim cương, người ta đã lên người ta xác minh xác nhận cái viên đó là thật, rồi viên đó có giá trị kiểu như vậy. Trời ơi, tụi này nó đậu đắc mà nó lúc nào nó cũng muốn hơn những chuyên gia mà người ta xài, người ta buôn bán kim cương hết chứ, những cái người trong nghề chứ. Tụi nó thiệt luôn, mấy cái đứa mà lên nó phơi bình, nó đòi chết va đồ, chết giấy GIA đồ á, là mấy đứa đó trong cuộc đời nó chưa chắc được, nó sợ được vô cái viên kim cương nữa. Thiệt, trên người nó không biết được 5 phân vàng 18 không nữa, mà lúc nào nó cũng đi soi mói những cái câu chuyện của người ta. Cái việc mà bà Hằng bà nổ hay không nổ em chưa quan tâm tới, nhưng mà thực tế bà Hằng bà làm rất là nhiều việc mà mọi người thấy rõ bằng mắt rồi. Ví dụ như gần 26 tỷ đồng người ta đã chuyển vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi. Còn những cái đứa mà đi soi bà đó, em nói thiệt tới thời điểm này không biết là có 5.000 nó gửi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa đó, mà vẫn soi người ta, vẫn kiếm chuyện người ta, vẫn nói gia đình người ta là nổ. Tôi nói nè, thí dụ như mà trên thế giới nè, nổ như bà Hằng mà làm được đi, em ủng hộ hết luôn. Ai mà nổ mà cũng phải làm được như bà Hằng, em ủng hộ hết luôn, em chấp nhận cho người đó nổ luôn. Người ta có người ta mới nổ đúng không? Còn thứ mà không có mà nó đi lên, nó đi soi mói người ta, cái đó mới đáng nói nha. Còn vấn đề mà ở trên thế giới này ai cũng nổ giống như bà Hằng, mà mỗi lần người ta nổ là người ta phải chi tiền, người ta bỏ tiền ra để người ta ủng hộ là ok, em ủng hộ hết, em ủng hộ hai tay hai chân luôn nha. Rồi bỏ qua vấn đề mà mấy đứa mà đi soi cái viên kim cương của Hằng, để cái đó thì mọi người coi, chắc em nói không dưới 20 cái clip mà các chuyên gia khác nhau người ta đã đánh giá về cái viên kim cương của CEO Nguyễn Phàng đó ha. Thôi vấn đề đó bỏ qua bên đi, tại vì mình không có đẳng cấp để mình sờ được vào cái viên đó nữa, chứ đừng có nói đánh giá. Còn mấy đứa mà đậu đắc á, nó rồi đi đánh giá đó thì mấy đứa đó nó mơ nha, cuộc đời nó không biết là nó nhìn thấy được cái viên kim cương chứ, chứ đừng nói nó sờ vô cái viên kim cương. Rồi ok, bỏ qua vấn đề đó đi, em quay lại với chị Lan tí xíu nha mọi người. Thì hôm nay chị Lan xuất hiện trở lại sau 3-4 ngày vắng mặt, sau cái hôm mà CEO Nguyễn Phàng tổ chức sự kiện giao lưu đó, thì chị im lặng. Hôm nay ngứa sao chị xuất hiện trở lại với 4-5 cái tóc cộng đồng ngày hôm qua, với lại một cái video clip dài 40 mấy phút. Thì em sẽ chia sẻ với mọi người sâu vào cái tóc cộng đồng đi, tại vì tóc cộng đồng thì chị viết lại cái nội dung nó cũng gần giống với cái video clip của chị nói, chị sợ tới sợ lui vậy thôi, nhưng mà chị nói chậm chạp lâu lắc dài dòng lắm. Em đã lưu cái video clip lại rồi, tại vì trong đó cũng có rất là nhiều cái lập luận mang cái tính chất vu khống gia đình người ta á, chụp mũ vu khống người ta, cho nên em cũng lưu lại rồi. Còn ai muốn xem thì mọi người cứ vào xem, em chỉ sơ lược nghe cái nội dung trong clip đó chị nói cái gì thôi. Đại khái là chị nói ông Dũng bà Hằng bây giờ là làm theo cái chiến lược mới, cái kế hoạch mới là nó tinh vi hơn ngày xưa. Bà Hằng cái miệng bà nói là dừng livestream, dừng drama lợi, nhưng mà bà vẫn xuất hiện với cái hình thức tinh vi hơn, là để cho mấy YouTuber nó livestream rồi diễn biến hòa bình gì đó, rồi làm mất an ninh trật tự chính trị, làm ảnh hưởng kinh tế, rồi tư tưởng văn hóa gì đó, tùm lum tùm lá như chị này. Tôi nói lên sợ Google được nhiều đó, cho nên nói tới nói lui hoài, nói mà còn lập bập nữa. Rồi ok, đầu tiên mình phải nói bà nói CEO Nguyễn Phương Hằng với chú Dũng diễn biến hòa bình theo cái cách tinh vi hơn là sao? Tại vì chỉ nói là bây giờ bà Hằng bà không có trực tiếp livestream nữa, mà bà đi ra ngoài đường để cho mấy YouTuber livestream. Em nói chị nghe nè, cái video clip mà cộng đồng mạng người ta đăng từ hôm qua tới giờ lên đó, là gia đình của người ta đi vào khu du lịch Đại Nam của người ta. Người ta đi vào đó, người ta thị sát, người ta xem xét nhân viên ta làm việc, hoặc là ta xem xét những cái hạng mục hạ tầng nào đó hiện tại bây giờ nó cần sửa chữa hay tu bổ không, là cái chuyện gia đình người ta
đi vào trong cái lãnh thổ, trong cái mảnh đất nhà người ta, chứ không phải đi qua bên nhà chị mà người ta live stream mà chị gọi là diễn biến hòa bình. Còn cái việc mà hiện tại bây giờ CEO Nguyễn Phương Hằng đó có cái sức hút đối với cộng đồng là chuyện bình thường, không những xuất hiện ở trong Đại Nam mà xuất hiện bất cứ nơi đâu cũng vậy, thì chắc chắn mọi người gặp mọi người sẽ đến xin chụp hình nè, live stream hoặc là quay video clip là cái chuyện rất là bình thường. Ủa như vậy gọi là diễn biến hòa bình, nó diễn biến hòa bình chỗ nào? Rồi bà nói làm như vậy là gây mất an ninh trật tự chính trị trong gia, trong cái mảnh đất nhà người ta mà gây mất an ninh trật tự chính trị là sao? Em vẫn chưa hiểu luôn á mọi người. Đâu có phải bà Hằng bà đi qua bên cơ quan chức năng nào đó, bà đứng trước cửa cơ quan chức năng bà quậy quọ để cho người ta live stream đâu, gây mất an ninh trật tự. Còn cái đằng này là người ta vào nhà người ta, nhà người ta có quyền đi ra đi vào. Còn du khách đến đó tham quan vô tình gặp bà Hằng thì người ta quay clip lại, người ta live stream lại, YouTuber nó gặp nó live stream lại là chuyện bình thường. Thì mắc nói gì mà gây mất an ninh trật tự chính trị? Chính trị chỗ nào? Nói tôi nói cái câu chuyện này bà nói là dai dẳng luôn mà chưa có một cái lúc nào bà trưng ra được cái bằng chứng của bà, hoặc bà có bà đem đi nộp cơ quan chức năng không? Không có. Nếu mà chị mà có được cái bằng chứng mà nó đủ yếu tố á thì cơ quan chức năng đã người ta đã xử lý gia đình ông Dũng bà Hằng rồi, xử lý mấy YouTuber, chứ đâu phải đến bây giờ chị mới nói là chị viết cái đơn cầu cứu lần thứ hai. Có nghĩa là lần đầu tiên chị viết đơn cầu cứu của chị hay là đơn tố cáo của chị nó cũng rất là sầm xí rồi, cho nên là người ta không xử lý đó, hiểu không? Chị hiểu được vấn đề chưa? Ở đây chị hiểu được vấn đề chưa? Còn bây giờ mà thí dụ như chị có bằng chứng đi, tôi quỳ tôi lại, chị đi nộp hết bà nó cho rồi lên đây làm chi? Chị viết đơn lúc nào cũng vậy nha, cái nết chị ngộ lắm. Chị phải trình lệnh trên ông tổ YouTube trước, để cho ông tổ YouTube ông chứng, rồi mới đi gửi qua cơ quan chức năng. Ủa viết đơn rồi, viết đơn mà viết lên top cộng đồng YouTube để làm chi mọi người? Thử mọi người giải thích em hiểu coi. Bộ đưa lên trên YouTube là YouTube chứng nó linh hơn à? Nó linh, nó thiên hơn sao? Ngộ em không hiểu ta, câu đó giờ em vẫn chưa hiểu được cái nết của chị này sao luôn. Em vẫn chưa giải thích được, thì chỗ này nè, nó bị ly kỳ lạ lạ đó. Đó, bà nói là mấy YouTuber vậy đó là diễn biến hòa bình, gây mất an ninh trật tự chính trị, ảnh hưởng tới kinh tế. Tôi nói về cái vấn đề kinh tế nè, đầu tiên á, tôi không biết là gia đình ông Dũng bà Hằng diễn biến hòa bình kiểu nào, gây mất an ninh trật tự chính trị kiểu nào, hay là gây ảnh hưởng kinh tế chỗ nào, nhưng mà tôi thấy đầu tiên là gia đình người ta đã bỏ ra gần 26 tỷ đồng rồi đó. Chị bỏ ra được 26.000 chưa hả chị? Chị Lan ơi, chị bỏ ra được 26.000 chưa? Chứ tôi thấy gia đình người ta bỏ ra được gần 26 tỷ đồng để ủng hộ cho ủy ban mặt ủng hộ cho người dân miền Bắc và chuyển thẳng vào ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi đó. Tôi chưa biết là ảnh hưởng kinh tế làm sao mà tôi thấy là người ta mất hết gần 26 tỷ đồng tiền túi nhà người ta đó. Còn ở đây mình quay lại với vấn đề kinh tế đi nha. Mọi người biết đó, tất cả những cái cơ sở nào trên cái đất Việt Nam này cũng vậy. Mọi người kinh doanh là mọi người phải đóng thuế. Và cái tiền thuế là cái gì? Tiền thuế là cái ngân sách của chính phủ người ta sử dụng để xây dựng đất nước, xây dựng các cơ sở hạ tầng, rồi hoặc là làm những cái vấn đề về an sinh xã hội cho quốc gia. Thì bây giờ mọi người nghĩ đi, với cái quy mô của Đại Nam như vậy đó, mỗi một năm người ta đóng thuế bao nhiêu tiền? Thì cái chỗ đó là cái chỗ gây mất an ninh trật tự chính trị và gây thất thoát kinh tế hay là gây ảnh hưởng kinh tế gì của chị đó hả? Trời ơi là trời! Chị này em không hiểu là cái khái niệm về gây mất an ninh trật tự chính trị, diễn biến hòa bình hay là cái việc mà gây ảnh hưởng kinh tế của chị để diễn biến hòa bình đó là nó như thế nào, em chưa hiểu khái niệm của chị nha. Nhưng mà em thấy trước mắt gia đình của người ta, bả mới vừa về là bả đã ủng hộ gần 26 tỷ đồng rồi. Còn chưa nói Đại Nam mà phát triển tốt đó, thì cái nguồn thuế đó đóng cho ai? Đóng cho nhà nước. Và cái thuế đó nhà nước để làm gì? Nhà nước để xây dựng lại đất nước, xây dựng các cơ sở hạ tầng cho quốc gia, rồi an sinh xã hội. Thì cái tiền đó là từ đâu ra? Cái tiền đó cũng là từ tiền thuế ra thôi. Có một mình chị lên chị khoe chị công ty này công ty kia đó, không biết chị có đóng thuế hay không đó. Chứ tôi thấy là riêng Đại Nam mỗi một năm là biết bao nhiêu tiền thuế đóng cho ngân sách nhà nước rồi đó. Còn riêng chị này, chị nói là chị chủ tịch ABG rồi cái gì đó, công ty phim rồi hãng đội đó. Tôi hỏi thiệt chị á, chị có đóng thuế đều đặn chưa? Hả? Bây giờ mà kêu cơ quan chức năng vào để thanh tra tiền thuế của chị không chừng lòi ra tùm lum thứ chuyện chứ nè. Chị đi công kích vào người ta, chị nói ta gây mất an ninh trật tự chính trị rồi gây ảnh hưởng kinh tế đồ, mà tôi thấy là trước mắt là gia đình ta đã mất hết 26 tỷ đồng để ủng hộ cho người dân miền Bắc rồi đó. Ảnh hưởng kinh tế chỗ nào và diễn biến hòa bình chỗ nào? Tôi cũng chưa hiểu được cái khái niệm của chị này về diễn biến hòa bình là sao á ta mọi người. Em không hiểu. Giống như chị nói mấy YouTuber tấn công chị rồi làm nhục tập thể là làm nhục sao ta? Làm nhục tập thể là giống như mấy cái phim mà phim GAV á hả? Giống như mấy cái phim GAV là cái đó gọi là làm nhục tập thể đó hả?
hay sao? Em chưa có khái niệm được là làm nhục tập thể là cái gì đối với chị này luôn á. Chị này dùng nhiều cái từ ngữ cho nó thiệt luôn, trong từ vựng bây giờ mà nó, nếu mà chị, mọi người lật ra những cái từ đó trong từ vựng tiếng Việt á, cái nghĩa nó ngộ lắm, nó không có giống của chị. Còn quay lại với câu chuyện video clip mà mọi người thấy xuất hiện hôm qua trên mạng rất là nhiều đó, đó là khán giả người ta đi chơi người ta chụp lại được, rồi YouTuber nó gặp cô hàng trong đó nó quay livestream là được, thậm chí là khán giả bình thường người ta cũng livestream trên Facebook. Cái chuyện đó không thể nào cấm cản người ta được nha mọi người, không thể nào cấm cản người ta được. Và chị dựa vào cái vấn đề đó, chị nói là bà Hằng bây giờ bà diễn biến hòa bình thêm một cách tinh vi hơn. Trời trời, em hiểu, em không hiểu nổi luôn trời. Tự nhiên khán giả người ta đến, ta quay, ta chụp hình, ta xin chữ ký bà Hằng, gọi là diễn biến hòa bình hả ta? Rồi ảnh hưởng gì tới gia đình nhà chị chưa? Diễn biến hòa bình ảnh hưởng gì tới an ninh chính trị chưa? Chị thử chị chỉ ra một cái điểm mà nó ảnh hưởng tới gia đình chị, ảnh hưởng tới an ninh chính trị giùm cái đi. Chị này không hiểu chị suy nghĩ sao, em không hiểu luôn nha. Bây giờ em nói thiệt, tóm gọn là một điều gì nè mọi người để ý đi. Cô Hằng á không có livestream nữa, không có nói tới vấn đề drama, không nói tới những người trong cái drama nữa, thì đó là một điều mà rất là mệt mỏi đối với những cái người phía bên kia đang còn nằm trong những cái lá đơn treo đó. Tại vì mọi người biết không, cô Hằng không lên nói gì về cái drama nữa, không livestream nói về những vấn đề pháp lý nữa, thì họ sẽ không biết cái lá đơn của họ đang đi về đâu và cái bước tiếp theo bên Đại Nam người ta xử lý như thế nào, thì họ không có cách để họ đối phó và họ không có cái đường để hầu binh. Cho nên họ bây giờ họ giống như kiểu chị Lan mình, nó lên làm loạn xạ trên mạng xã hội đó, để mong bà Nguyễn Phương Hằng có một lần lên tiếng để giống như kiểu livestream nói lại vấn đề này, để thứ nhất là biết đâu bà Hằng bả sụp vào cái bẫy phát ngôn giống như xưa, cái thứ hai đó là biết được những cái lá đơn đó bên Đại Nam người ta tiến triển như thế nào, kiểu như vậy đó. Em mong là cô Hằng im luôn đi, đừng nói về những vấn đề pháp lý nữa, để đó cho cơ quan chức năng với lại bộ phận pháp lý của cô Hằng làm việc. Cái chỗ đó nó mới hay, tại vì người ta âm thầm người ta làm thì không có biết được đâu binh. Bây giờ họ giống như kiểu chị Lan ấy, nó phải sồn lên, đông đổng lên để cho cô Hằng phải phát ngôn lại, phải livestream lại. Và khi mà livestream phát ngôn lại, cô Hằng biết, mọi người biết cái tánh cô Hằng rồi, rất là nóng, cho nên là có thể bị dính vào cái bẫy phát ngôn giống như hồi xưa nữa. Và cũng qua cái đó, thông qua đó họ cũng biết được cái đường đi nước bước của Đại Nam bây giờ đang tiếp tục với những cái lá đơn như thế nào. Bây giờ cô Hằng im họ mới mệt đó, cô Hằng im họ mới nhoi lên bên đó đó, giống như chị Lan nhoi lên đó. Rồi chị đừng có đổ thừa là do mấy YouTuber giờ tấn công chị, tôi thấy hổm ngày nó không có nói gì tới chị chứ. Chị mới có xuất hiện hôm qua, cô Hằng xuất hiện trên những cái livestream của mấy YouTuber với lại khán giả người ta chụp hình ta đăng lên lại là bắt đầu chị sồn sồn lên nè. Chứ tôi thấy có đứa nào nó tấn công chị đâu, bữa giờ không có đứa nào nói tới chị luôn á. Người ta đang nói xoay quanh cái viên kim cương mà cộng đồng mạng đang tấn công cô Nguyễn Phương Hằng, chứ không ai nói tới chị không có là cái hạt cát ở trong xã hội mà để nói tới chị rồi gây mất an ninh trật tự chính trị. Bộ tấn công chị là gây mất an ninh trật tự chính trị hả? Ủa mắc cờ vậy, chị là cái gì? Chị là cái gì trong bộ chính trị, vậy là cái gì trong chính phủ mà tấn công chị là gây mất an ninh trật tự chính trị theo cái miệng chị nói? Bà này bắn ngộ ta, em không hiểu nổi luôn ta. Không lẽ bây giờ cấm bà Hằng, không cho bà Hằng bước ra đường hả trời? Giống như kiểu ba phải cấm mà bà phải trong nhà, bà không được bước ra đường nha, kiểu gì đó. Thánh thần thiên địa trời, nhà người ta bà không cho đi luôn. Đại Nam này là chỗ của ai, là cơ sở của ai, ai là chủ kinh doanh ở đó? Đại Nam là của bà Hằng, của ông Dũng nghe chị. Người ta có quyền, người ta vào đó người ta thị sát, người ta khảo sát những cơ sở hạ tầng người ta trong đó, hoặc là ta giám sát nhân viên người ta cũng được. Vậy chủ thì tất nhiên là phải đi coi cái tình hình kinh doanh của cái doanh nghiệp của người ta. Chỉ bắt người ta ở nhà mà mọi người biết rồi, cái sức mà thu hút của cô Hằng với chú Dũng bây giờ rất là lớn, xuất hiện ở đâu cũng vậy thôi, chứ không phải trong Đại Nam. Mà trong Đại Nam là nhà người ta mắc mớ gì mà diễn biến hòa bình bà nội, bà này bà bị cái gì tao không hiểu nổi luôn á trời. Rồi em chia sẻ với mọi người cái tóc cộng đồng nó mới vui nè. Rồi bà viết gì nè ha, sau một tuần im hơi lặng tiếng thì hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Huy Dũng đã tiếp tục livestream. Bà Hằng livestream rồi nào, bà có bị bệnh không vậy? Bà bị ngáo vừa thôi, cái đó là khán giả livestream, mấy YouTuber livestream, bà Hằng livestream rồi nào. Bà thấy bà Hằng bắt ngồi trước cái bàn, bắt để cái máy livestream của bà không, mà gọi là bà Hằng livestream. Bà nói là ông Huỳnh Huy Dũng với bà Hằng lại tiếp tục livestream và hàng trăm YouTuber làm loạn đất nước, tiếp tục làm loạn chỗ nào? Cái đó là trong Đại Nam, người ta đi du lịch, người ta làm gì thì chuyện của người ta, người ta không có đứng trước các cơ quan chức năng để người ta quậy, thì đừng có nói là làm loạn đất nước. Cũng không ai tới trước cái nhà chị làm bậy làm bạ hết trơn mà gọi là làm loạn đất nước. Trong Đại Nam nha chị xác định rõ lại là gia đình nhà người ta nha, cái đó là đất của người ta, cơ sở kinh doanh của người ta xuất hiện trong đó là chuyện của ta. Giống như tôi trong nhà tôi livestream cũng gọi là làm loạn đất nước hả? Ủa ngộ gì mà trong khi đó bà Hằng bà không có livestream mọi người. Mấy YouTuber với lại khán giả người ta đến xin chụp hình, ta quay clip tùm lum tùm la, tôi nói không đăng tùm lum lên hết trơn á. Rồi bây giờ bà Hằng bắt cấm hả? Bà Hằng bắt gặp người ta lại quay bảo mấy mày đi ra chỗ khác đi, mấy mày đừng lại gần tao hay sao? Kỳ vậy trời.
Rồi bác viết tiếp là Tô Đinh Thị Lan càng im lặng thì bọn chúng càng tấn công. Rồi chỗ này nói mấy hài nè. Bây giờ mấy anh em YouTuber lên xác minh giùm tôi, không gà ai tấn công bả mà bả nói là bả càng im lặng càng tấn công. Tôi nhắc lại luôn á, không gà YouTuber nó đang bị cuốn theo cái viên kim cương của cô Hằng. Hầu như đứa nào nó cũng lên trên đó để nó tìm ra những cái thông tin xác nhận cái viên kim cương của Hằng là như thế này thế kia thế nọ, chứ không ai đếm xỉa tới chị luôn nha. Chị không là cái gì trong con mắt của mấy YouTuber mà để đếm xỉa tới vậy, tấn công gì bà nội, bà bị ngáo gì trời, bà này bà bị tưởng tượng bà là một cái gì đó quan trọng lắm trong cái cuộc đời của mấy YouTuber gì đó. Mắt chị là mấy YouTuber nó chịu không nổi, nó sống không nổi hay sao? Một thì chứ chị lúc nào cũng chị cũng đề cao cá nhân chị lên trên thì trời. Ha? Rồi tiếp tục chưa biết là nên hôm nay Nguyễn Phương Hằng cùng Huỳnh Uy Dũng tiếp tục gây án gì chị? Gây án gì? Ta xuất hiện trong Đại Nam là gây án hả? Nhà của ta đó bà nội nha. Bà tỉnh là giùm cái đi ha. Tiếp tục gây án thì Đinh Thị Lan tiếp tục cuộc chiến pháp lý với cái đám giặc mạng. Ghê không? Ghê. Rồi giáp ngày 5 tháng 10 2024 lúc 15 giờ 15 phút. Rồi kênh YouTube gì đó. Ở gì? YouTube thêm tiền, Nguyễn Phương Hằng thêm tù gì đó. Chị mơ đi ha, chị ngủ 80 giấc chị thức dậy chị cũng không thấy bà Hằng bà đi tù nữa ha, mơ đi. Rồi ok, tiếp tục là phía dưới bà viết là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó đơn kêu cứu khẩn cấp vụ án Nguyễn Phương Hằng lần thứ hai. Bây giờ này dừng lại cái đơn kêu cứu đi, mình hỏi vấn đề mà cái giám đốc thẩm của chị trước đi. Chị giám đốc thẩm của chị tới đâu rồi? Chị còn phát biểu trong cái video clip chị là tuần sau có kết quả giám đốc thẩm luôn á. Để em gắn trong mong em xếp bằng, em ngồi em xếp bằng em đợi cái kết quả giám đốc thẩm của chị á. Rồi bây giờ là mà cái vấn đề của bà Hằng á là bắt kêu cứu. Rồi ok, mình coi có lá đơn kêu cứu cái gì trong đó nha. Về việc Nguyễn Phương Hằng ra tù và tiếp tục gây án ngày 29 tháng 9 2024 tội 117. 117 là diễn biến hòa bình đó ha. Bà Hằng đã tuyên truyền thông tin nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi ok, bây giờ mọi người ở đây nè, ai mà gọi là có kiến thức sâu rộng, mọi người thử coi tất cả những video clip của bà Hằng từ bữa tới giờ, mà trước từ cái hôm mà cô Hằng về tới giờ, cái chỗ nào là đưa những cái thông tin chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu. Mọi người thử, ai mà có kiến thức sâu rộng á, ở trong đây ai mà có kiến thức sâu rộng, mọi người thử comment, mọi người cho em biết coi cái chi tiết nào mà bảo bà Hằng bị tội 117 và đưa ra những cái thông tin chống phá nhà nước Việt Nam đâu hả? Bây giờ nè, dừng lại chỗ này cái đi. Tôi nói cái này là tôi thiết nghĩ đó, tôi ủng hộ chị hai tay hai chân luôn. Nếu chị có được những cái bằng chứng của những người mà liên quan tới bà Hằng cũng như là bà Hằng ông Dũng, có cái dấu hiệu, có cái chi tiết, có cái bằng chứng nào mà chị có được đó, mà nó thể hiện được cái việc mà đưa những cái thông tin chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi hỗ trợ chị đi lên cơ quan chức năng để chị nộp cái bằng chứng đó luôn. Nếu mà chị không có tiền xe đi qua bên đó đó, tôi hỗ trợ tiền xe ôm cho chị đi luôn nha. Rồi chị làm vậy là tôi nói thiệt luôn là tôi ngưỡng mộ chị, là tôi thần tượng chị luôn đó. Bây giờ chị có hết tất cả những cái chứng cứ mà thể hiện được bà Hằng với mấy YouTuber đó là đưa những cái thông tin là chống phá nhà nước Việt Nam đó, chị đi lên chảnh đi, em hỗ trợ tối đa chị luôn. Tôi đi dây mượn tiền tôi cũng hỗ trợ chị, có đủ tiền chị đi nộp bằng chứng luôn đó nha. Chị làm giùm tôi cái đi, nhanh đi. Không những tôi hỗ trợ cho chị tiền đi nộp đơn tố cáo, mà tôi còn quỳ lại từ nhà tôi lên nhà chị, giống như là chị là một cái đắng gì đó ghê gớm lắm ha. Tôi phải ngưỡng mộ chị, tôi đội chị lên trên đầu vậy đó. Nếu mà chị có bằng chứng nha, chị làm nhanh giùm cái đi. Trời ơi là trời, bả nói bằng miệng không mấy năm trời nay luôn nha mọi người, mà chưa có một cái bằng chứng nào. Mà nếu có bằng chứng đó, thì cơ quan chức năng người ta đã xử lý rồi, chứ đâu cần phải viết đơn kêu cứu lần hai gì đâu bà nội. Lần một mà đủ bằng chứng là người ta hốt rồi, chứ không đợi tới kêu cứu lần hai. Rồi ok, phía dưới là bả kính gửi đâu cả đống mấy ông lãnh đạo trong đây. Bà này có một cái thói quen rất là ngộ, bả lôi tên lãnh đạo đưa lên mạng xã hội, tôi không biết chi hết trời. Rồi phía dưới là bả viết là tôi tên gì đó, ngủ số mấy số điện thoại đây, bỏ qua chỗ này đi, không biết ai bày cho bà viết cái đơn mà nhìn mắc cười lắm mọi người. Viết cái đơn nhìn mắc cười lắm, viết sai chính tả trong đây cũng mấy chỗ nè. Rồi hôm nay tôi làm đơn này để kêu cứu khẩn cấp lần thứ hai vì Nguyễn Phương Hằng ra tù và tiếp tục gây án ngày 29 tháng 9 bà Hằng gây án gì trời. Tôi không thấy gây án mà tôi thấy gia đình tao bỏ ra hơn gần 26 tỷ đồng rồi đó ha. Còn riêng bản thân bà đó, cái bản mặt của bà đó, nó thẳng bản mặt của bà là không có được 1.000 gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đó nha. Rồi tội 117 bà Hằng đã tuyên truyền thông tin nhằm chống phá nhà nước chủ nghĩa, nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Em nói thiệt với em, đọc tới câu này tự nhiên em mắc cười đau bụng luôn trời. Có bằng chứng thì ta nộp nó hoài mệt nhức đầu. Rồi khúc phía dưới là ba bê là hết nguyên cái bài báo của cái báo Công Thương hôm trước đó, mà viết về cái vấn đề mà bài hát T30 của bà Hằng, bà bê hết trơn nguyên cái nội dung trong đó, ba dán ở trong cái lá đơn cầu cứu của bà. Ủa làm sao
tôi chưa hiểu nha, viết đơn mà bê hết nguyên cái nội dung của báo Công Thương dán ở trong đó là cầu cứu dữ chưa. Rồi ở đây em nhắc cho chị một cái chi tiết luôn nè, sợ chị không có cập nhật được thông tin. Cái bài báo mà chị đang bê cái nội dung đó, chị dán vô trong cái lá đơn của chị đó, chị copy chị dán vô lá đơn của chị đó, bài báo đó người ta gỡ mất tiêu rồi bà nội nha. Báo Công Thương gỡ cái bài đó mất tiêu rồi, mà bà phải động não lại tại sao báo Công Thương gỡ bài nha, bà phải động não lại đó. Báo Công Thương gỡ cái bài báo đó mất tiêu rồi, cho nên bà lấy nguyên cái nội dung của bài báo đó bà dán lên trên cái này là bà đang đi ngược lại với cái tiêu chí của báo chí, tiêu chí của cái báo Công Thương. Báo Công Thương gỡ bài rồi nha. Rồi cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó, bộ chị dốt văn tới nỗi mà chị phải bê nguyên cái nội dung bài báo ta chị dán vào cái lá đơn của chị hả? Ủa ngộ vậy, chị học cao mà sao văn của chị không biết mà chị đi ăn cắp văn ta chị dán vào trong đó vậy trời. Vấn đề này còn mắc cười nữa, bà viết ở trên là đơn cầu cứu nhưng mà ở dưới là bà đi kể ra cái câu chuyện bài hát T30 của bà Hằng. Ủa vậy là cầu cứu chỗ nào, cầu cứu là như thế nào? Cầu cứu là người ta làm cái gì đó ảnh hưởng tới cá nhân chị, ảnh hưởng tới gia đình chị, ảnh hưởng tới cuộc sống của chị thì chị mới đi cầu cứu. Còn cái vấn đề mà chị bê nguyên cái nội dung của báo Công Thương nói về cái bài hát T30 chị dán vào cái đơn cầu cứu của chị là cầu cứu chỗ nào? Chị này bị cái gì em không hiểu ta. Bây giờ em hỏi thiệt chị, ai bày cho chị viết cái đơn này vậy chị? Không lẽ học lực mà không viết nổi cái đơn luôn hả trời? Rồi bà bê hết nguyên cái bài báo đó thì mọi người đọc cái bài báo rồi em không cần phải đọc lại nha, bỏ qua em lướt qua đi. Rồi phía dưới cuối cùng cái bài báo bà dán hết trơn vô trong cái lá đơn của bà thì bà viết thêm cái điều 117 trong lá đơn. Cơ quan chức năng người ta không có ngu như chị, người ta không có biết, đâu phải là người ta không biết điều 117 là cái điều gì, nó sai phạm cái gì mà cần chị phải nhắc lại trong lá đơn. Cho nên ở đây mọi người thấy á, chung quy mọi người nhìn lại chị này nó rất là hài hà nha, nó rất là tiếu tiếu từ cái lập luận của chị, tiếu tiếu từ những cái suy nghĩ của chị, tiếu tiếu từ những cái khái niệm về câu từ của chị. Ví dụ như chị viết đơn cầu cứu thì chị lại bê nguyên cái nội dung của bài báo Công Thương mà hôm trước nói về cái bài hát T30 của cô Hằng đó, chị bê chị dán vào đó. Rồi trong đơn á, cái phía đầu tiên thì chị nói bà Hằng mang tội 117 là tuyên truyền thông tin chống phá nhà nước Việt Nam Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái chỗ này mọi người thấy rõ ràng cái câu đầu của chị là không có liên quan tới cái vấn đề cầu cứu của chị. Ủa là sao? Cầu cứu sao mà tự nhiên đi cáo buộc người ta bị tội 117? Tội 117 là phải ảnh hưởng tới nhà nước xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chứ làm sao ảnh hưởng tới cá nhân của chị mà chị đi cầu cứu? Hả? Khi nào mà bà Hằng tác động gì chị đó, tác động vào gia đình chị, tác động vào cá nhân của chị mà ảnh hưởng tới chị thì mới gọi là đi cầu cứu cho chị. Còn đằng này tự nhiên bà Hằng nếu mà bà bị tội 117 thì đó là bà làm ảnh hưởng tới nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nha, chị viết đơn chị cũng phải suy nghĩ chị câu từ của chị đi. Chị ơi trời, học chi cho nhiều, khoe là học mười mấy 20 trường đại học mà viết cái lá đơn không tới đâu chứ trời. Viết lá đơn lủng củng lôi thôi lộm thộm, bê nguyên bài báo của báo Công Thương dán vô cái lá đơn. Rồi tôi hỏi bà đơn này nè, cái mở đầu, cái thăng bài, cái kết thúc, cái lý do là nằm chỗ nào? Tôi chưa, hồi đó giờ em chưa bao giờ thấy viết một cái lá đơn mà kiểu như vậy luôn nha. Ở phía trên là viết kính gửi ai ai đó, tôi tên gì đó, rồi khúc sau là bê nguyên bài báo dán vô. Thì chỗ này nó không có cái phần lý do. Tại thường mọi người viết đơn là nó sẽ có một cái phần lý do để đơn. Ví dụ đơn của mọi người làm cái gì thì nó phải có cái lý do viết cái đơn đó. Trong đây em chưa thấy cái lý do luôn. Rồi cái khúc dưới cũng không thấy cảm ơn là cơ quan chức năng này kia đâu, cũng không thấy ký tên luôn. Mà bà cái cuối bài thì bà lại đưa cái điều 117 vào trong đó. Bà copy nguyên cái điều luật 117 trên Google á, ở trên mạng đó bà dán vào trong cái lá đơn của bà. Trời ơi trời. Ui, quá mệt mỏi. Thật sự em đọc cái tấm công đồng gì em mệt mỏi luôn. Cho nên là thôi em gom gọn với mọi người lại là cái nội dung hôm qua hôm nay mà chị lên tóc cộng đồng với video clip á, nó xoay quanh cái câu chuyện mà bà tố cáo, bà cáo buộc CEO Nguyễn Phương là diễn biến hòa bình, đưa những cái thông tin mà chống phá nhà nước chủ nghĩa, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi bà Hằng là, bà nói bà Hằng á, cái này là em nói là nguyên văn của chị nha, chị nói bà Hằng là diễn biến hòa bình theo một cách tinh vi hơn. Là biết sao bà nói câu đó không? Tại vì bà Hằng bà hứa là bà không lên tim, bà dừng drama mà tại sao bây giờ bà xuất hiện trước ống kính của mấy YouTuber với là du khách đó. Cái đó là bà cho là diễn biến hòa bình một cách tinh vi đó. Thánh thần thiên địa ơi trời, nhà người ta đi thị sát, người ta đi giám sát nhân viên người ta được không, giám sát những cái cơ sở hạ tầng của ta được không, mắc mới gì không cho. Ủa vậy là diễn biến hòa bình hả? Còn cái chuyện mà khán giả người ta gặp bà Hằng, người ta xin chứng kiến, người ta xin chụp hình, người ta xin quay clip, người ta xin livestream đại chuyện của người ta, bà Hằng bà đâu có cấm được. Mà trong khi đó mọi người biết rồi, cô Hằng rất gần gũi với mọi người thì không thể nào mà cô Hằng gặp những cái người mà xin đến chụp hình hay là livestream bả đuổi đi hết á. Cái chuyện đó là vô lý, cực kỳ vô lý. Khi nào á bà Hằng bả đứng trước cửa cơ quan chức năng mà bả quậy á thì mới nói là diễn biến hòa bình nha. Chị phải động não chị hiểu được những cái câu từ chị viết. Còn chị viết đơn mà chị gửi kiểu này lạng hoạng chị bị giật ngược lên nè.
tôi nói chị lạng hoạn bị chị quật ngược rồi đó nha, chị tố cáo tầm bậy á, chị bị quật ngược, chị bị bên đây ra quật ngược rồi đó. Cái đó là nhắc nhở chị đi ha. Mà thôi, nhắc nhở chi, bà này xưa tới giờ vậy rồi nhắc nhở gì, mọi người thấy 3 năm trời nay bà gãi đơn từ đầu làng cuối xóm, không có cái chỗ nào mà có đơn của bà đâu. Trong hẻm trong hóc gì cũng có đơn mà luôn, thậm chí là cơ quan chức năng nó không có cái thẩm quyền để giải quyết những cái câu chuyện đó, bà cũng gửi đơn luôn. Ví dụ như gửi đơn tố cáo mà gửi đơn qua bên tòa soạn báo, tôi cũng không hiểu tôi gửi đơn cái gì bên đó luôn. Em nói chị, em nói mọi người, đơn của chị này bây giờ chắc một thùng giấy cạc tông á, đơn của chị bây giờ chắc cả thùng giấy cạc tông á, mà mọi người thấy có cái lá đơn là được ta xử lý đâu, tại viết đơn tào lao, viết đơn đưa những cái bằng chứng miệng rồi ai xử lý ha. Rồi ok, chia sẻ với mọi người bây giờ, cảm ơn mọi người xem clip này, bye bye.